Thưa quý vị, các doanh nhân Việt và ngoại quốc mới đây đã bày tỏ quan ngại rằng bất ổn định kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng tới tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như làm suy giảm lòng tin của người dân ở Việt Nam. Đánh giá đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam hôm 2 tháng 12 giữa bối cảnh lạm phát tăng, trong khi tỷ giá hối đoái và giá vàng biến động lớn, khi ngày kết thúc năm đã gần kề, Nguyễn Trung của Ban Việt ngữ Đài VOA đã trao đổi với tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2010 và những dự báo cho năm tới. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn trong chuyên mục Câu chuyện Việt Nam kỳ này. Theo đánh giá của ông thì một năm qua nền kinh tế Việt Nam nó diễn tiến theo cái chiều hướng nào ạ? Trong năm 2010 thì kinh tế Việt Nam tiếp tục có đà hồi phục và mức tăng trưởng năm nay có thể vượt quá cái chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra là tăng trưởng 6,5%, có thể đạt được đến 6,7-7%. Và xuất khẩu Việt Nam cũng tăng, có thể đạt được cái mức tăng trưởng đến 20% và khoảng độ 70 tỷ 8 đô la. Nhưng mà nhập khẩu cũng tăng và nhập siêu vẫn tiếp tục. Cái điều đáng chú ý và đáng lo ngại nhất trong kinh tế Việt Nam năm 2010 đó là để đạt được cái mức độ tăng trưởng đó thì Việt Nam đã phải chấp nhận một cái sự mất ổn định kinh tế vĩ mô đáng kể. Cụ thể là trong 3 tháng cuối năm thì lạm phát đã tăng lên rất là mạnh mẽ và cái mức lạm phát mà Quốc hội đề ra 7% chắc chắn sẽ không đạt được, mà có nhiều khả năng nó sẽ vượt lên 2 con số, tức là nó vào khoảng từ 10 đến 11%. Bộ chi ngân sách vẫn tiếp tục nhập siêu và cán cân thanh toán tài khoản vãng lai quốc tế vẫn bị thâm hụt. Và đặc biệt tức là nợ công và nợ nước ngoài của Việt Nam đã tăng lên rất là nhanh chóng trong 3 năm gần đây. Và vì vậy cho nên là kết thúc năm 2010, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì họ phải đối mặt với một cái lãi suất rất cao, khan hiếm ngoại tệ và khan hiếm cả tín dụng ở trong nước. Và tỷ giá và giá vàng đã có những các cái biến động rất là lớn. Vì vậy cho nên là kết thúc năm 2010 thì bên cạnh cái thành tựu về tăng trưởng, Việt Nam cũng cần phải nghiêm túc nhìn vào những các cái tồn tại và những các cái thách thức đã xuất hiện để tìm cách giải quyết một cách căn cơ trong những năm sau. Thưa ông, là trong cái bối cảnh mất ổn định cái kinh tế vĩ mô đó thì người dân bị ảnh hưởng như thế nào ạ? Đời sống của người lao động thì rất là khó khăn, nhất là những người làm công ăn lương, vì mức tăng tiền lương đã không là tăng lên được tương xứng. Tôi đã có gặp những các cái người có lao động thu nhập thấp thì hiện nay họ chuyển từ một ngày ăn 3 bữa thành một ngày ăn 2 bữa thôi. Họ chỉ ăn bữa sáng và bữa tối ở nhà. Còn bữa trưa khi họ đi làm thì thường là bây giờ họ nhịn, họ không là ăn gì thêm. Đặc biệt là những em sinh viên nghèo ở nông thôn mà đang học đại học ở các thành phố gặp tôi thì đã trình bày là các em rất là khó khăn. Và tôi nghĩ rằng là cái tình hình khó khăn đó cũng rất đúng đối với những người nào mà lại còn bị là mắc bệnh và phải đi chữa bệnh. Cho nên là cái sự khó khăn đó không phải chỉ có xuất hiện ở những đồng bào lũ lụt thì khó khăn rồi ở miền Trung, nhưng mà những nơi khác thì những người có thu nhập thấp là chịu những các cái khó khăn lớn lên hơn hẳn. Và tôi e rằng là từ nay cho đến Tết tình hình giá cả sẽ còn tiếp tục biến động phức tạp. Thưa ông, là cũng có người dân họ lo ngại rằng cái tình trạng mà tiền đồng không ổn định, rồi lạm phát tăng và giá cả leo thang thì nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống của họ trong năm tới đó ạ. Thì liệu họ có quá lo lắng không thưa tiến sĩ? Chính phủ thì đã cam kết là sẽ không điều chỉnh tỷ giá, không tăng giá điện, không tăng giá xăng cho đến Tết Nguyên đán, tức là cho đến sau Đại hội lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng sau đó thì là cái gì? Có lẽ sẽ phải tăng. Bởi vì giá dầu tăng
lên, và hiện nay Việt Nam đang phải giảm mức thuế nhập khẩu xăng dầu để giảm cái lỗ cho các công ty là nhập khẩu xăng. Bởi vì giá dầu trên thế giới đã lên đến 86 đô la một thùng trong những ngày gần đây. Và giá điện cũng phải tăng để ngành điện có thể là có thu nhập để có thể đầu tư. Rồi thì tỷ giá có lẽ cũng phải điều chỉnh, bởi vì tỷ giá trên thị trường tự do hiện nay đã lên đến 21.500 đồng, trong khi đó thì tỷ giá của ngân hàng vẫn chỉ có là 19.000, và vì vậy cho nên cái mức chênh lệch đã lên đến 2.000 đồng, là một cái mức chênh lệch quá cao đối với một nền kinh tế thị trường. Và tôi nhìn thấy là năm 2011 sẽ là một năm nhiều khó khăn và nhiều diễn biến phức tạp, chứ không phải là một năm tăng trưởng dễ dàng. Một vụ việc liên quan tới kinh tế tốn nhiều giấy mực của báo giới trong năm đó là Vinashin ạ. Thì bản thân ông có hài lòng với cái cách xử lý của chính phủ trong vụ việc gây tranh cãi này không ạ? Vụ Vinashin thì chính phủ có những nỗ lực, nhưng rõ ràng tức là tôi cũng như là người dân thì không thể hài lòng. Trong một thời gian rất là ngắn, lãnh đạo Vinashin đã phải thay đổi nhiều lần. Những người được bổ nhiệm đầu tiên sau đó lại bị bắt, và hiện nay thì đưa ra một cái đề án về tái cơ cấu và sẽ hồi phục lại Vinashin theo cái cách tức là chính phủ sẽ hoãn trả nợ cho các khoản ngân hàng thương mại cho Vinashin vay. Như vậy tức là cái phần mà lãi suất thì chắc là ngân sách sẽ phải bù cho các ngân hàng thương mại. Thứ hai nữa là miễn giảm thuế cho Vinashin trong 3 năm tới. Như vậy tức là cái phần thuế ấy cũng sẽ là thu vào ngân sách cũng sẽ bị giảm. Và hiện nay Vinashin cũng chưa trả được cái phần nợ 60 triệu đô la và đáo hạn đến tháng 12. Và những các cái lời hứa và những các cái dự báo lạc quan rằng Vinashin sẽ có thể có lãi và trả nợ trong 3 năm tới thì cho đến nay chưa có gì là chứng minh. Tôi cá nhân tôi lấy làm lo ngại và thấy rằng cái cách là điều hành và giải quyết vấn đề Vinashin hiện nay vẫn thiếu công khai minh bạch và cái trách nhiệm giải trình vẫn chưa rõ ràng. Xin hỏi ông một câu cuối ạ. Thưa ông là có ý kiến cho rằng là cái cách tiếp cận của nhà nước đối với một số cái chính sách kinh tế và tiền tệ thì nó đã gây ra các cái vấn đề về tín nhiệm và lòng tin đó ạ. Thì ông có đồng ý với cái quan điểm này không, thưa tiến sĩ? Rất tiếc là trong năm qua thì đã hơn một lần Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cứ ra tuyên bố rằng sẽ không điều chỉnh tỷ giá, thì sau đó 24 tiếng đồng hồ lại điều chỉnh tỷ giá. Vì vậy cho nên là lòng tin của người dân đã bị giảm sút nhiều, và tình trạng đô la hóa ở trong nền kinh tế Việt Nam đã tăng mạnh. Có thể nói rằng là ở trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay có 3 đồng tiền đang lưu hành. Một là đồng Việt Nam đồng để cho mua bán trang trải những các cái bình thường. Hai là đồng đô la để mua bán những các cái là thứ có giá trị cao hơn. Ví dụ như là ô tô hay là nhà đất, và đến vàng là vừa là dự trữ và cũng vừa dùng để trao đổi. Và vì vậy cho nên là chính sách tiền tệ và tác động qua lãi suất và tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu những các cái giới hạn rất là đáng kể. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Nếu quý vị muốn chia sẻ với các quý độc giả khác các thông tin hữu ích từ nơi mình sinh sống, xin gửi email về cho chúng tôi tại địa chỉ vietnamese@voanews.com. Xin ghi trên tiêu đề là gửi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam. Xin quý vị gửi kèm các thông tin liên hệ cụ thể. Nguyễn Trung sẽ liên lạc với quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.